Những ngày gần đây, trước các thông tin tiêu cực lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, khiến cho một bộ phận người dân có tâm lý lo lắng dẫn đến rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn so với kỳ hạn chọn gửi tại SCB. Để thông tin rõ hơn đến quý vị và các bạn về vấn đề này, phóng viên truyền hình Vĩnh Long có cuộc phỏng vấn ông Lý Nhật Trường, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long. Thưa ông, những ngày qua là trước các thông tin lan truyền có liên quan đến ngân hàng SCB khiến người dân có tâm lý lo ngại về những khoản tiền gửi tại đây và thực hiện rút tiền gửi trước hạn. Với vai trò điều hành quản lý của ngân hàng nhà nước thì ngân hàng nhà nước có những biện pháp gì ạ? Trong những ngày qua, ngân hàng nhà nước cũng đã có thông tin chính thức trên cái website. Các phương tiện thông tin đại chúng khẳng định là sẽ theo dõi sát cái tình hình để có các biện pháp đảm bảo an toàn rồi liên tục đảm bảo khả năng thanh khoản của SCB để giữ vững cái ổn định hoạt động của SCB nói riêng cũng như của cả hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung. Thì ngân hàng nhà nước cũng sẽ có các biện pháp, các chính sách theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích của người gửi tiền tại SCB nói riêng và của cả hệ thống ngân hàng nói chung. Thưa ông, như ông đã thông tin thì ngân hàng nhà nước sẽ có chính sách và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo mọi quyền lợi cũng như là lợi ích của người dân khi mà gửi tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng SCB. Như vậy thì ông có khuyến cáo gì đối với những người gửi tiền ạ? Thì người gửi tiền thì cần bình tĩnh cập nhật các thông tin chính thức từ SCB, từ ngân hàng nhà nước và các cái cơ quan nhà nước có liên quan. Cần cảnh giác với những cái thông tin mà không được kiểm chứng trên mạng xã hội. Thì như tôi đã thông tin ở trên thì mọi quyền lợi của người gửi tiền tại ngân hàng SCB sẽ được ngân hàng SCB và ngân hàng nhà nước đảm bảo theo quy định của pháp luật. Thì vì vậy thì ngân hàng nhà nước khuyến cáo người gửi tiền tại SCB nên cân nhắc thận trọng khi rút những cái khoản tiền có kỳ hạn, nhất là rút tiền trước hạn để không bị ảnh hưởng đến quyền lợi trực tiếp của mình. Là lãi suất tiền gửi đối với việc rút trước hạn sẽ bị giảm trừ từ lãi suất tiền gửi có kỳ hạn đang ở mức cao thành cái lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thì hiện phổ biến từ mức là 0,1 đến 0,5% năm. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian để thông tin kịp thời đến người dân ạ.